Trường Cô Đẹp Phúc Tấn, xin chào anh chị và mọi người ạ. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với mọi người một tác phẩm Cụ Di Lặc Ngồi Cạnh Gốc Tùng anh chị nha. Cụ Di Lặc Tam Phúc ạ, chất liệu là bằng gỗ hương. Bên em mà đục rất là đẹp và từng chi tiết một rất là kỹ anh chị nha. Thì đầu tiên thì em sẽ quay và giới thiệu anh chị kỹ, quay gần lại để giới thiệu kỹ cho anh chị từng chi tiết ạ. Em sẽ quay cây tùng trước nha. Đây, em sẽ quay. Đây là bên cây tùng của bên em. Đó, anh chị có thấy dáng cây tùng này rất là đẹp. Đó, dáng độ về một bên. Đó, dáng theo cái thác độ rất là đẹp và tuyệt vời này. Đó. Thế nhưng tán tùng của bên em, anh chị thấy đục rất là đẹp nhá. Đó. Bên dưới là những rễ, chiếc rễ cây tùng đập mọc đâm lên khỏi mặt đất, lộ ra bên ngoài. Đó. Thì thường thường là những cây tùng rất là lâu năm, đó, rất là nhiều tuổi rồi mới có thể là có rất là nhiều rễ mọc đâm ra ngoài này. Thì bên em đục cây tùng này thì tượng trưng cho người ý nghĩa mang theo người cũng là người quân tử đó, và một cây tùng rất là đẹp. Đó, đây là thân cây tùng này anh chị này. Đó. Thân cây tùng bên em cũng đục những chi tiết như sần, đó, sần lên đó, những chi tiết này này, đó, như là những cây tùng ở ngoài thật luôn, rất là tuyệt vời. Đó, bên trong này cũng vậy, đó, những cành cây này, đó anh chị nhá, rất là tuyệt vời đây ạ. Đây, thì ở đây em sẽ giới thiệu các bác, đây là cụ Di Lặc bên em anh chị nhá, cụ Di Lặc đây ạ, anh chị có thể thấy, đó. Gương mặt của cụ Di Lặc này, đó, cụ rất là đẹp, cụ cười rất là tươi. Đó, rất là gương mặt cụ trông rất là phúc hậu đúng không ạ? Hoan hỉ. Rất là tuyệt vời anh chị nhá. Đó, còn bên dưới này, đây những tràng hạt cụ trên vòng trên cổ của cô đeo vòng tràng hạt đây. Đó, phần của tác phẩm này đây ạ. Rất là đẹp anh chị nhá. Đó. Cụ thì đang ngồi cạnh một gốc cây tùng dựa vào bao tiền, đây là bao tiền này, anh chị này. Đó. Rất là đẹp. Đó, những chú tiểu đồng anh em đây. Đó, những chú tiểu đồng này. Đó, ở đây thì có hai chú tiểu đồng đang ôm một đồng tiền vàng rất là to, một sâu tiền vàng. Đó. Anh chị này thật. Rất là đẹp, rất là nhiều chi tiết anh chị nhá. Rất là tuyệt vời đấy. Ngoài ra tay cụ đang cầm một bát vàng nữa. Đó. Đây, đây tà áo cụ này. Em đục chế thức tà áo cụ. Đó. Rất là tuyệt vời. Em quay xa ra cho anh chị. Đó, rất là đẹp anh chị nhá. Trên này thì bên em có đục mây gió này. Đây mây gió này, núi non, mặt trời đây, mặt trời đây anh chị nhá. Em sẽ quay mặt sau tác phẩm. Và sau tác phẩm là anh em để lũa tự nhiên, đó rất là đẹp. Đó, và sau em để lũa tự nhiên anh chị nhé. À, em sẽ quay lại mặt trước này. Đó, em sẽ quay xa ra. Đó. Xa rất là đẹp. Em sẽ quay từ từ lại cho anh chị này. Đó, đây cây tùng với em nha anh chị nhá, cây tùng với em này. Đó, cụ Di Lặc đang ngồi dựa vào bao tiền bên cạnh gốc tùng. Đó, trên này hai chú tiền đồng này. Đó, em xin đọc kích thước tác phẩm này anh chị nhá. Kích thước tác phẩm là chiều cao 50, ngang là 86 và chiều sâu là tác phẩm là 34. Và tác phẩm này thì bên em bán với giá là 9 triệu anh chị nhá. 9 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Đó, anh chị nào chốt tác phẩm này thì hãy comment dưới phần bình luận cho bên em là chốt và để lại số điện thoại. Thì bên em sẽ liên hệ với anh chị để xin địa chỉ và gửi hàng cho anh chị ạ. Hoặc là anh chị có thể liên hệ với bên em qua số hotline
0389889968 để có thể được bên em à, để có thể được đặt hàng và tư vấn bên em tư vấn ạ. À, xin cảm ơn anh chị rất là nhiều nhá. Và anh chị nào xem video thấy hay thì anh chị hãy ấn nút like và đăng ký để có thể xem, à, để có thể cập nhật những video, những xem những buổi live stream của bên em, những video mới nhất bên em đăng lên giới thiệu với anh chị ạ về những tác phẩm hàng đồ gỗ mỹ nghệ đẹp và độc đáo của bên em. Và bên em sẽ liên tục cập nhật những mẫu mã mới nhất lên cho anh chị ạ, sớm nhất để anh chị có thể xem và biết đâu đó anh chị sẽ tìm được một tác phẩm ưng ý về đặt trong gian nhà của mình, không gian gian nhà của mình rất tuyệt vời đấy ạ. À, còn bây giờ thì em xin phép là em kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và em xin chào mọi người nhé.